Ten 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 ten. Sướng quá nhà mình ơi, vừa được tặng quà 20 tháng 10 của thương hiệu CC Vanessa. Và đây chính là kem nền gọi là siêu siêu đỉnh của CC Vanessa đây ạ. À, không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi em Hương quay clip về sản phẩm này, không quảng cáo không PR nhá, mà đây là tình nguyện chia sẻ nhá, là bởi vì chị em hỏi quá nhiều về nó. Và hôm nay không thể không chia sẻ là bởi vì chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 rồi, chị em muốn tặng quà nhau. Các anh muốn tặng quà em thì cứ mua nhanh khẩn trương đi ạ. À, em không cần quà gì to tát đắt tiền đâu, em chỉ cần tặng em cái kem nền siêu đỉnh của CC Vanessa là em hân hoan quả cuộc đời rồi. Quà này quà tính quà tình, đánh vào một cái ân tình lên cao nha mình nhá. Nói chung là không chỉ em Hương đâu mà rất là nhiều nghệ sĩ rất là nghiện cái sản phẩm này rồi. Bạn Lê Dương Bảo Lâm này đó, rồi bạn Sam này đó, rồi bạn Phương Anh Oanh này, nói chung rất là nhiều. Tại sao Lê Dương Bảo Lâm nghiện mà Nam? Bởi vì là bạn hay đi quay, mà quay là phải make up rồi, và không có cái gì make up tự nhiên mà lại siêu siêu che khuyết điểm bằng kem nền của CC Vanessa. Đây nhà mình ơi, từ sáng đến giờ đánh đây mà mặt đánh như không đánh, không đánh mà như đánh. Ý là sao? Ý là tự nhiên quá, trắng mà lại trắng hồng tự nhiên, không hề bị trắng ảo, kết hợp với một chút son nữa thôi là xinh tươi lồng lộn, không cần phải đánh quá nhiều. Bây giờ nhá, đỉnh cao của make up là gì? Là trang điểm mà không như trang điểm. Nếu ai muốn gặp đỉnh cao make up, trang điểm không như trang điểm, không mất nhiều thời gian, gặp em CC Vanessa là giải quyết triệt để. Hôm nay quay trở lại clip với em này thì mình cũng lại xin thông báo với nhà mình là chuẩn bị 20 tháng 10 rồi, rất là nhiều quà tặng nhá, tuyệt vời luôn. Tặng quà này, tri ân này, đó thì giá tốt này, rồi tặng son này, rồi tặng cả chì kẻ mày, nói chung rất nhiều. Thế nên mua ngay đi nhá, bởi vì nếu mà hết quà tặng rồi không được tặng thêm nữa đâu. Còn hôm nay là em được hãng tặng đây này, nhà mình này. Đấy. Hôm nay chia sẻ tiếp với em CC Vanessa thì em lại phải nhắc nhở lại nhà mình biết một lần, bởi vì không phải chị em nào cũng có cơ hội để xem những cái clip trước của Hương. Thì cái này là cái gì? Đây chính là kem nền siêu siêu che khuyết điểm. Và đây em vừa mở nắp ra một cái, nó hình như thế này, cấu tạo có cái đầu bông mút rất là mềm mại đó, đầu bông mút đánh vào da êm ơi là êm, có đánh mạnh nó không đau bởi vì nó quá là êm. Và kết cấu như thế này, kết tạo này thì nó sẽ rất là tốt cho những chị em không cần phải dùng bông mút. Đấy, không cần phải dùng những cái lọ kem nền rất là nặng, chỉ cần mang mỗi cái này đi thôi, kết hợp với cả son là chúng ta đã xinh đẹp tỏa sáng cả một ngày rồi. Và cách sử dụng cái này như thế nào? Đây, mở nắp ra, sau đó mình xoáy như thế này. Đây mọi người thấy không ạ? Là nó đã ra rồi. Nhưng mà bây giờ mặt đang đẹp rồi, đánh từ sáng rồi, không muốn đánh nữa, thì sau khi mà em chia sẻ về cái công dụng thì em sẽ có một cái bất ngờ dành tặng cho nhà mình. Tại sao em thích cái kem nền này như vậy? Đầu tiên, không mất nhiều thời gian của em. Buổi sáng dậy em rất là buồn ngủ, và em không có quá nhiều thời gian để em ngồi em chậm chậm gọi là chống nắng, rồi để che khuyết điểm, rồi son, rồi kẻ mắt, rồi mày này kia các thứ. Thì em chỉ cần dùng một cái em CC Vanessa này thôi. Có nghĩa là sao? Đánh một cái lớp kem nền của CC Vanessa vừa che khuyết điểm siêu siêu đỉnh, thứ hai nữa là một cái lớp màng bảo vệ chống nắng rất cao, bởi vì chỉ số chống nắng có trong CC Vanessa là 50 SPF+. Chưa kể là ở bên trong cái kem nền này nó là gọi là kết tủa của 7 cái loại thảo dược quý hiếm đến từ thiên nhiên. Đây là sản phẩm của Hàn Quốc nhà mình nhá. Thế thì Hàn Quốc có những cái thảo dược quý hiếm gì? Có hồng sâm, đó, có táo đỏ, có nho đen, rồi là có những cái loại hạt, rồi là rất là nhiều những cái vitamin tổng hợp, rất là nhiều những cái khoáng chất nó bổ sung bên trong này, rồi thậm chí là cả rong biển nữa. Thế nhưng mà nói chung là em Hương không sản xuất ra, không bán hàng nên em Hương không thể nói được đầy đủ tất cả những cái đó đâu. Nhưng mà như thế này cũng đã là nghiên cứu rất là kỹ rồi, bởi vì tôi cũng rất là kỹ tính đấy, chứ không phải là cái gì lóng bả thẳng lên trên mặt đâu. Mặt mình gọi là mặt hoa da phấn đúng không ạ? Mặt đi kiếm tiền, mà bây giờ cái gì linh tinh bán vớ vẩn cũng đánh lên mặt thì sợ nó bị hỏng da, nên cứ phải là những cái loại gọi là wax select tinh túy của thiên nhiên thế này thì mới dám đánh vào mặt. Rồi, và tại sao cái này nó lại tuyệt vời và cái thời gian vừa qua nó lại hot hòn hòt đến như vậy? Bởi vì sao? Che khuyết điểm quá tốt. Không tin, ngay sau đây em sẽ thực hành luôn để nhà mình cùng xem. Đâu rồi? Sáng nay vứt cái... À đây, 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 nhà mình ơi. Mặt đang xinh tươi, đang công, bây giờ em cho thành cú luôn. Vẽ nhăng, vẽ bậy đầy đến mặt luôn. Hỏi chấm. Trái tim. Nốt ruồi. Vẽ dâu. Dã man tàn bạo chưa? Dìm hàng nhau quá nhưng không sao nhá, không sao nhá, đã có CC Vanessa rồi, nó sẽ xử lý được hết tất cả những cái vớ vẩn này luôn. Bây giờ mặt như thế này, để em làm cho mình xem nha. Đó, chờ em xíu nha.
7 loại thảo dược là tinh túy nhất của đất trời tụ họp ở trong cái chai kem nền CC Vanessa này. Đó, hàm lượng gọi là vitamin và những cái collagen nó bổ sung rất là nhiều luôn. Thế nên là chị em dùng cái này xong một thời gian thì tự nhiên da nó lại trắng bóc, da nó lại trắng sáng như là coi như là trứng gà bóc. Tại sao? Không phải là bởi vì đợt này da đẹp mà bởi vì là đã có kem nền CC Vanessa đánh vào thường xuyên, thì ngoài việc là che khuyết điểm mà nó còn làm cho da căng bóng mịn nữa cơ. Đấy, nó thay thế một cái lớp màng bảo vệ ngoài da nha mọi người nha. Bóng chưa? Rồi, đã có cái kem nền nào bóng như thế này chưa? Che khuyết điểm tốt mà lại còn bóng da nữa. Một vài đường cơ bản thôi, biết mặt nhau ngay. Hôm trước có bạn thách thức em, bảo Hương ơi bây giờ vẽ bẩn vẽ thỉu vào mặt, thì cái kem nền mà hôm trước Hương chia sẻ về cái gì gì mà của Vanessa đấy, bạn không nhớ tên, em có làm sạch được không? Thì hôm nay nhá, em trả lời câu hỏi cho anh luôn nhá. Anh lại bảo là em quảng cáo khổ quá, em chả có hợp đồng quảng cáo nào ở bên thương hiệu cả. Nhiều khi mình vui, mình tốt tính, mình muốn chia sẻ với chị em. Đấy, các anh vào chắc anh trêu thôi, nhưng mà không sao nhá, anh trêu cũng được, quan trọng là em nói được, em làm được. Đấy, không đùa với anh đâu nhá, em không đùa với anh nhá. Đấy, thấy chưa, em nói thật với anh ấy, em là cũng không khéo mồm đâu. Thế nên là những cái gì em nói là em cảm giác như là em dìm hàng cái CC Vanessa này luôn. Chứ đúng ra công dụng của nó còn tốt hơn rất nhiều những cái gì mà em chia sẻ. Đấy, em mà khéo một tí nữa thì có khi em lại còn chia sẻ được hay hơn. Rồi, chưa đến một phút. Với CC Vanessa, cái da mặt của em nó căng bóng như thế này, che được tất cả những cái khuyết điểm vừa rồi. Đó, người ta gọi là siêu siêu che khuyết điểm. Cái thứ hai, tại sao căng bóng lên? Là bởi vì trong này nó có cái thành phần nó rất là nhiều của cái hồng sâm. Hồng sâm nó rất là phù hợp với cái thời tiết hanh khô và gọi là quá lạnh. Thì ở bên Hàn Quốc thì họ thường là cái thời tiết nó quá là lạnh, thế nên họ sử dụng cái này rất là tốt. Nó sẽ làm cho cái da của chúng ta không bị khô, nó không bị bong chóc vẩy ở trên da của chúng ta ra. Và quan trọng nữa là nó bổ sung rất là nhiều collagen. Thế nên khi mà đánh xong cái này, da nó không bị bít, không bị bóng dầu, không bị bóng nhẫy, mà nó lại bóng theo kiểu bóng Hàn Quốc rất là trẻ thế này. Đấy, ví dụ mình đánh thêm chút son đậm đậm lên tí nha, xinh tươi lồng lộn lên ngay, không cần là phải trang điểm gì nhiều. Rồi, và cái này thêm vào nữa là sao ạ? Chỉ số nắng quá cao, tận là 50 SPF cộng là cái chỉ số nắng cao nhất tính tới thời điểm hiện tại. Thế nên là khi mà dùng cái này, chúng ta bỏ qua cái công đoạn là dùng kem chống nắng. Đấy, thấy chưa? Một mũi tên bắn trúng được bao nhiêu con chim nhạn rồi. Và đây nó cũng là một cái phần quà để mà tặng 20 tháng 10 quá tuyệt vời luôn. Hôm nọ nhá, bạn em đặt mua hai cái lọ này, một lọ dùng rất là ngon nhưng mà còn một lọ thì nó lại bị hơi rắt ở cái đầu này. Kiểu như là bạn ấy xoáy mãi mà nó không ra. Thì nói chung ấy, đây thì nó vẫn ra, nó vẫn bình thường ngon. Thế nhưng có những cái lọ thì không tránh khỏi nó bị hơi gọi là lỗi cái phần kỹ thuật một tí, chứ không liên quan gì tới cái chất ở bên trong rồi nhá. Thì gọi điện sang bên thương hiệu của Vanessa và họ sẵn sàng họ đổi cho mình một cái lọ mới. Và họ còn gọi này, chị ơi em xin lỗi chị, em xin được tặng chị một cái chỉ kẻ mày và em hy vọng rằng là chị sẽ vẫn mua hàng và ủng hộ chúng em dài dài. Đấy, mọi người thấy không? Một cái gọi là chế độ gọi là hậu mãi và chăm sóc khách hàng quá tốt. Nên là có quá nhiều thứ của CC Vanessa, đặc biệt là cái thương hiệu Vanessa này mà Hương quá là thích. Thế nên Hương vẫn cứ chăm chỉ Hương quay clip để chia sẻ với nhà mình. Không phải là người ta tặng mình cái này mình chia sẻ mình quay đâu. Đây là mình thấy nó tốt thật, mình thấy nó rất là phù hợp với chị em, đặc biệt là những chị em mà không có nhiều thời gian để mà gọi là mỗi buổi sáng dậy là cứ phải ngồi tỉ mẩn mất một tiếng đồng hồ chăm sóc da, thì mình dùng cái này nó rất là hiệu quả. Đấy nhà mình nhá, 20 tháng 10 đến rồi, mua nhanh, số lượng có hạn, không đến lúc mà không còn được những cái ưu đãi nữa thì lúc đấy đừng có mà trách Hương nha. Rồi, lời cuối cùng xin chúc nhà mình thật là nhiều sức khỏe này, da lúc nào cũng căng bóng mịn màng đẹp này, và quan trọng 20 tháng 10 rồi, mua quà tặng nhau đi, thể hiện tình yêu cho nhau đi thì sẽ cảm thấy cuộc đời của mình tươi sáng hơn rất là nhiều. Ok, bye bye nhà mình ha.